chỉ có 45 phút thôi, thành ra là anh chị hãy tập trung quay trở lại ha, anh chị có 45 phút thôi được không ạ? Ok, và sắp tới thì Thư có một cái chương trình để mà giúp đỡ cho các anh chị giỏi hơn trong cái việc mà xây dựng thương hiệu mình làm không ạ? Thì các chị cũng đã biết rằng là để mà mình có thể trở thành một cái bậc thầy trong cái việc mà xây dựng thương hiệu, một bậc thầy đi kinh doanh, thì các anh chị phải biết biết quảng bá đúng không ạ? Biết marketing, biết quảng bá. Rồi, để chị đợi một xíu thôi. Ok, các chị nghe rõ không ạ? Bởi vì khi mà các anh chị muốn trở thành một cái người đi kinh doanh á, thì các anh chị hiểu một điều rằng á, là mình cần phải biết xây dựng thương hiệu đúng không ạ? Và mình phải biết bán hàng. Bởi vì sao chị mình đã biết điều này ạ? Có nghĩa là mình muốn trở thành một cái người mà rất là giỏi trong cái việc mà bán hàng, thì trước khi thì chúng ta phải giỏi quảng bá. Đây là một trong những kỹ năng mà rất là tuyệt vời mà Theo đã được học trong môi trường câu lạc bộ. Thì hôm nay Theo xin được đúc kết lại và chia sẻ với các anh chị năm cái tư duy cho cái việc mà xây dựng quảng cái việc mà xây dựng thương hiệu cho mình, xây dựng cái việc mà quảng bá thương hiệu cho mình. À, thì cho tôi hỏi đi, bao nhiêu chị đây mình đã từng kinh doanh rồi? Các anh chị đã từng kinh doanh và các anh chị hiểu rằng là để kinh doanh thành công thì cái việc quan trọng nhất đó chính là mình cần phải biết quảng bá và biết marketing ạ. Có không các anh chị? Nếu có anh chị comment tôi nhé. Nếu có thì chị comment tôi ha. Ok, và chưa anh chị nào mà có thì chị comment tôi, còn chị nào mà chưa thì mình có thể là comment dưới là tôi chưa biết đúng không ạ? Dạ rồi, thì trước đây các bản thân của Thư thì Thư cũng đi làm kinh doanh năm 18 tuổi rồi các anh chị. Thế là 18 tuổi là mình đã tập tành đi theo các anh chị để mà bắt tập bán hàng, tập xây dựng công việc kinh doanh. Nhưng mà mình có điều rằng là mình không biết làm nha chị, mình không biết marketing, mình cũng không biết quảng bá, mình cũng không biết bán hàng. Tại chính vì mình không có biết như vậy á, nên là nó đã khiến cho Theo dẫn đến một cái kết quả, đó chính là mình không có bán được hàng nha chị, mình không có kinh doanh thành công. Và Theo gặp rất là nhiều cái vấn đề về tài chính, gặp rất là nhiều cái vấn đề bởi vì mình không biết làm gì ra tiền hết các anh chị. Tại vì Theo hỏi các chị là lúc đó Theo cũng chỉ là một người sinh viên thôi, mới ra trường thôi, và cũng không có bằng cấp, cũng không có, chưa ra trường luôn, cũng vẫn đang học đại học, vẫn chưa có bằng cấp nè, vẫn chưa có kinh nghiệm, vẫn chưa có kiến thức, đặc biệt là mình cũng không có xinh đẹp, thứ hai nữa là mình cũng không có mối quan hệ nào cả. Và Theo Theo đi kinh doanh cả khi mà còn trẻ tuổi như vậy, và không có kiến thức, không có mối quan hệ, và không có biết xây dựng thương hiệu luôn, thì Theo đã gặp một cái vấn đề, đó chính là mình đã không có làm thành công được các anh chị. Và lúc đó thì còn rất là nhỏ tuổi, chỉ có năm 18 tuổi, có nghĩa là nhỏ tuổi so với cái nhận thức của mình thôi, chứ còn đối với một số anh chị thì 18 tuổi đó cũng đã là tuổi trưởng thành rồi đúng không ạ? Thế thì năm 18 tuổi đó Theo vẫn còn non nớt quá, nên là Theo đã từ bỏ, Theo đã không bắt đầu công việc kinh doanh của mình, Theo đã từ bỏ công việc kinh doanh của mình luôn, và Theo chấp nhận đi làm thuê trọn đời. Chấp nhận là mình đi làm thuê, tức là mình nói là mình chưa đủ lớn, mình cứ đi học đi đó, mình đi học đại học đi đó, học ra trường đi rồi mình tính tiếp, chứ bây giờ mình làm nó không được cái là Theo bỏ nghe chị, không kinh doanh nữa. Thì bắt đầu Theo đi xin những công việc như là đi phát tờ rơi nè, hoặc là đi bán hàng nè, hoặc là đi phục vụ nhà hàng nè đó, mà Theo bắt đầu Theo đi làm những công việc như vậy để mà mình kiếm tiền. Và mình nghĩ rằng là bây giờ mình còn nhỏ nên chưa làm được thôi, mai mốt lớn thì mình làm được. Anh chị thì Theo cứ chờ đợi như vậy, và mình cứ cứ học được cái gì thì học, mà rồi Theo cứ đi học đại học làm sao mà cho ra cái bằng, cho có cái bằng đi rồi tính tiếp đó. Và sau khi học đại học xong rồi thì Theo mới nghĩ rằng là à, bây giờ mình kinh doanh được rồi đó, mình lớn rồi mình kinh doanh được rồi, thì Theo cũng bắt đầu là đi tìm những cái sản phẩm dịch vụ để mà mình bán hàng, mình cũng tập tành xây dựng công việc kinh doanh hai các chị ha. Thì sau khi mà Theo cũng bắt đầu đi tìm kiếm cái sản phẩm dịch vụ kinh doanh, thì Theo lại gặp một cái vấn đề nữa, đó chính là mình vẫn không bán được hàng. Các anh chị ha, có nghĩa rằng là mình đợi 4 năm sau mình làm mình vẫn y chang vậy, không có gì thay đổi hết, không có gì thay đổi so với 4 năm gì trước. Đây là 4 năm gì trước mà mình đã làm rồi, vậy nó không thành công, và mình nghĩ rằng là đợi cho mình lớn đi
Ở mình học ra trường thì chắc lúc đó mình sẽ làm được. Rồi học ra trường xong rồi mình vẫn không làm được các anh chị, vẫn không bán ra được đơn hàng nào cả, và thay đổi rất là nhiều sản phẩm, đổi tất cả những sản phẩm này sản phẩm kia thì cũng không làm được. Và cho đến năm thứ 25 tuổi các anh chị, 25 tuổi thì tôi có một ước mơ, nghĩa là tôi biết rằng là bây giờ mà nếu như mà mình kiếm được 100 triệu lợi nhuận á, thì lúc đó mình sẽ có tiền lo được cho bản thân, lo được cho cha mẹ mình, lo được cho gia đình mình, cho chăm sóc sức khỏe của mình sẽ có được một cái đủ dinh dưỡng để mà nuôi cơ thể mình khỏe mạnh nè, nuôi cho mình là xinh đẹp nè, khỏe mạnh nè, và sẽ có nhiều người tôn trọng yêu thương mình hơn. Đấy, thì lúc đó bản thân người thơ mới thấy rằng là chỉ có con đường duy nhất là con đường kinh doanh thôi thì nó mới giúp cho mình có được thu nhập 100 triệu lợi nhuận. Tại vì bây giờ mình đi phụ thuộc vào cái bằng đại học của mình á, cái bằng đại học của mình cũng chỉ giúp cho mình có 3 triệu một tháng là các anh chị, không có hơn. Bao nhiêu số anh chị đây mình cũng giống như vậy ạ. À, có nghĩa là mình đi học 12 năm học, xong đó là mình bỏ tiền mình đi học thêm 4 năm đại học nữa, thì cùng lắm là mình sẽ có được cái bằng thôi. Nó được cái bằng kiếm được 3 triệu một tháng là các anh chị. Tại vì thời điểm đó là cái bằng đại học của Thương là cử nhân môi trường đó. Nhưng mà Thương nghĩ rằng là đi xin việc thì chỉ có 3 triệu một tháng thôi. Và nếu như mà cha mẹ mình mà muốn xin được công ăn việc làm á, là cha mẹ của Thương phải bỏ ra một cái số tiền khá là lớn để mà xin công việc cho Thương. Nên là Thương nói rằng là thôi bây giờ mà cha mẹ mình bỏ tiền ra rồi mình đi làm tháng có 3 triệu thì không biết khi nào mình mới lấy lại giống như cha mẹ mình. Ở cha mẹ mình nuôi mình ăn học khôn lớn là mình đã quá nhiều tiền rồi, còn bây giờ mình còn ăn bám cha mẹ mình như vậy thì nó không có nên. Thế là Thương nói rằng là thôi cha mẹ ơi, con sẽ tự tìm kiếm công việc làm, sẽ tự đi làm kiếm tiền chứ không có phụ thuộc vào cha mẹ nữa. Thế thì lúc đó anh Thiêu đã bắt đầu làm, không có xin việc làm nghe chị, mà Thiêu sẽ sống cứ đụng đâu làm đó, nên ta gọi là nghề đụng á, chứ còn xin là có nha. Có nghĩa là cha mẹ của Thiêu cũng sẽ tìm cách để mà tìm cho ra công việc cho Thiêu làm, nhưng mà Thiêu không chịu à, thì Thiêu sẽ trở thành nghề đụng các anh chị, nghĩa là mình đụng đâu thì mình làm đó thôi, cái ai giao việc gì được thì mình làm, thì cái đó người ta gọi là nghề đụng đúng không? Các anh chị nào đang làm nghề đụng không? Làm nghề đụng tự do lắm, nhưng là thích thì mình nghỉ, thích thì mình làm đúng không nè, để công việc chướng quá thì mình nghỉ, mà ok thì mình làm, nhưng mà có một cái điều rằng là không có tiền thôi, tiền lương không cao thôi, chứ còn nghề đụng là nó sướng vậy đó. Thế thì theo làm vậy một thời gian các anh chị ha, cho đến năm 25 tuổi thì mình mới nhận thức được rằng là nếu như bây giờ mà mình có được 100 triệu lợi nhuận nha, thì mình sẽ có cuộc sống mình nó sẽ tuyệt vời lắm. Mình sẽ có 10 triệu nè, mình lo cho bản thân của mình nè, mình sẽ cho cha mẹ mình 10 triệu nè, mình sẽ dành 10 triệu mỗi tháng chăm sóc sức khỏe cho mình nè, mình sẽ được ăn đầy đủ những cái dinh dưỡng dưỡng chất bổ sung cho mình đẹp ra, rồi nhiều người họ sẽ tôn trọng mình, người ta sẽ yêu thương mình. Chứ bây giờ mà mình xấu xí rồi già nua thì có ai tôn trọng mình đâu. Đấy, và mình sắm đồ đẹp mình mặc nữa, và mình có tiền dư để đó mình góp lại, một tháng mình góp được 60 70 triệu thì một năm vậy mình cũng có dư được 700 triệu kiểu vậy. Mình cứ nhẩm nhẩm vậy cái mình thấy rằng là nếu mà có được 100 triệu là nhiều nó sướng ha, thì vô tình mình nghĩ vậy thôi các anh chị. Thì giờ mọi thứ nó đã đưa cho mình đến những môi trường câu lạc bộ ha, thì theo chị biết rằng là giờ chỉ có làm kinh doanh thôi, chỉ có làm kinh doanh thì nó mới giúp cho mình thay đổi được các anh chị, chỉ có điều là mình không biết làm thôi các anh chị. Tôi cũng biết làm thôi, chứ còn mình biết chắc là chỉ có một con đường duy nhất để giúp cho mình gia tăng thu nhập là chỉ có con đường kinh doanh thôi. Thì lúc đó Thiêu đã tìm kiếm, Thiêu lên mạng ra Thiêu kiếm ai mà kinh doanh mà bán hàng mà nhiều tiền, có nghĩa là có tiền á thì Thiêu sẽ theo học, có không phải ai mà bán hàng mà gọi là có nhiều người follow, nhiều người comment á, nhiều nhiều đơn hàng á, thì Thiêu sẽ mua theo, Thiêu sẽ coi thử rằng là cái người này có gì mà biết gì mà nó biết. À, thì Thiêu lên mạng thì kiếm có cái bot nào mà giỏi giỏi là mình cứ theo dõi, mình follow rồi mình học theo vậy đó, cứ học thổ học lỗ theo vậy đó. Rồi Thiêu thấy ai mà bán hàng nhiều là Thiêu đu theo, nói là chị ơi cho em bán hàng của chị chứ để em học hỏi với đó. Thế là cứ đu theo vậy đó, đu hết người này tới người kia, đu ba bốn người vậy đó, nhưng mà không, Thiêu vẫn chưa thấy ai có thể mà dẫn dắt Thiêu đi được, giúp cho Thiêu thành công được đó. Cho đến một ngày thì Thiêu đu trúng cái người thầy của mình trong môi trường câu lạc bộ ha,
mua bán được cái điện thoại của mình. Và mình thấy cái người này rất là hay, anh ấy có cuộc sống tự do tài chính, đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi thậm chí rằng là có rất nhiều người comment cảm ơn, livestream nhiều người coi lắm, rồi dung rồi cũng quá trời người coi luôn. Thì mình nghĩ rằng mà không thấy bán mua gì hết, thấy còn chia sẻ giá trị mà ai cũng cảm ơn, ai cũng cảm ơn hết, thì tôi thích, tôi thấy là tôi rất là thích trở thành cái con người kinh doanh như vậy, kinh doanh dựa trên giá trị, được nhiều người họ coi trọng mình, tôi rất là thích như thế anh chị ha. Thì là bắt đầu lúc đó anh Thường mới follow theo và xin vào học, xin vào để mà trở thành thành viên của câu lạc bộ. Tại vì tôi biết rằng là chỉ khi nào mà mình vô được cái thành viên của họ thì mình học được thôi. Thì thưa hỏi thử là điều kiện như thế nào mà thưa đã trở thành thành viên của câu lạc bộ. Và hôm nay thưa cũng đã là học tập và rèn luyện 3 năm rồi. Và mình cũng đã học được rất là nhiều cái chiến lược kinh doanh, tư duy kinh doanh. Thì hôm nay thì đúng là thưa đã vừa tròn 30 tuổi, hơn 30 tuổi một chút xíu. Thưa đã chinh phục được những cái mục tiêu của mình rồi các anh chị. Sau 6 tháng học tập rèn luyện thì thưa đã tìm ra được cái công thức giúp cho mình thưa có khả năng bán hàng, tạo ra doanh số lợi nhuận là 100 triệu lợi nhuận đầu tiên cho mình. Và thưa đã mua cho mình một cái bộ, thưa đã trích ra 10 triệu để thưa báo hiếu cho cha mẹ mình. Và thưa cũng đã dành cho mình ít nhất là thời điểm đó là 10 triệu để chăm sóc sức khỏe của mình. Thì cộng với cái bộ công thức chăm sóc sức khỏe câu lạc bộ thì thưa cũng đã tăng được 10 kg. Các anh chị ạ, thưa đã thay đổi được vóc dáng của mình, thưa đã tăng được 10 kg. Sau khi mà mình thay đổi body vóc dáng đúng không, mình chăm sóc cả sức khỏe luôn. Và thưa cũng đã thay đổi được tài chính của mình, thưa đã tăng thu nhập của mình lên gấp 100 lần. Và thưa đã hòa hợp được với tất cả những mối quan hệ của mình. Thưa cũng đã xây dựng được cho mình một cái doanh nghiệp tự động hóa, tạo ra thu nhập thụ động cho mình. Và mục tiêu của thưa là sắp tới thì sẽ hướng tới thu nhập thụ động hàng triệu đô la. Đã, và mục tiêu của thưa là 3 năm nữa. Ok không ạ? Có nghĩa là mỗi tháng, bây giờ là mình có doanh thu, doanh nghiệp triệu đô mỗi năm. Nhưng mà để biến thành lợi nhuận một tháng thì theo sẽ phải mất 3 năm nữa theo sẽ đi theo công thức của người thành công, và mục tiêu của mình là 3 năm theo sẽ chinh phục được cái điều này ha. Và mục tiêu của mình là trong một năm tới theo sẽ về theo đang có một cái doanh nghiệp và hơn 100 thành viên, đang 100 thành viên, gọi là 100 thành viên kỳ cựu ha, trong nhóm trí tuệ ưu tú của mình, theo đang lãnh đạo trực tiếp. Và cũng đã trong tháng 11 này theo sẽ cùng, trong tháng 12 này theo sẽ cùng với các anh chị đi đến Dubai để tận hưởng chuyến du lịch đầu tiên, để làm thứ ba và đầu tiên cho các anh chị trong đội nhóm của mình. Đây, các anh chị đây thì vợ không ạ? Dạ, và nói chung là những cái mục tiêu theo hầu như là theo đã đạt được rồi, bây giờ theo chỉ là nâng cấp nó lên thôi. Anh đây rằng là có một cái kiến thức mà theo thấy rằng là nó đã giúp cho theo thay đổi được, mà theo cần phải chia sẻ lại cho các anh chị. Và sắp tới đây theo tính rằng là mình sẽ phải có một cái chương trình, một cái phần quà để dành tặng cho các anh chị, đó chính là chia sẻ lại cho các anh chị tất cả những cái kiến thức, những cái tư duy mà theo đã áp dụng trong cái việc mà xây dựng thương hiệu cho mình. Hiện tại thì có một cái điều mà giúp cho theo đã thay đổi cái doanh nghiệp của mình rất là lớn như vậy, cái kết quả của việc kinh doanh của mình lớn như vậy, thì một cái bí kíp nó nằm ở cái bí điều đó chính là theo đã biết cách làm marketing các anh chị, theo đã biết cách quảng bá và xây dựng thương hiệu đúng cách. Là cái gì ha? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái tư duy mà tôi đã áp dụng như thế nào để mà tôi có thể thay đổi một cách ngoạn mục như vậy ha. Và tôi cũng đã giúp cho doanh nghiệp của mình tăng trưởng rất là lớn như vậy. Thì tôi sẽ chia sẻ cho chị một vài cái tư duy trong việc xây dựng thương hiệu ha. Thì mong rằng các anh chị sẽ áp dụng và giúp cho cuộc sống các anh chị thay đổi được mà. Nếu như mà các anh chị thấy nó hay, thấy ý nghĩa thì các chị có thể cho phép mình đi sâu hơn. Theo sắp tới tôi sẽ có một cái phần rèn luyện, tôi sẽ truyền lại tất cả những cái bí kíp mà tôi đã xây dựng thương hiệu cho mình như thế nào, từ một cô gái không có gì trong tay, tôi có thể tạo được một cái thương hiệu giúp cho tôi kiếm được hàng triệu đô la doanh thu lợi nhuận cho mình. Thì các anh chị có thể học thêm nhé, và tôi sẽ truyền lại công thức này cho các anh chị, và tôi sẽ không thu bất kỳ cái phí nào các anh chị cả. Theo cần, nhưng mà theo cần một cái điều kiện là anh chị có thể là anh chị có thể chỉ cần, thay vì các anh dùng tiền đi học đó, thì các anh chị dùng tiền đó để mà chăm sóc sức khỏe như thế được không? Bởi vì khi mà học tập này trong môi trường câu lạc bộ thì tôi thấy rằng là sức khỏe rất là quan trọng. Và nếu như mà 30 tuổi rồi các anh chị, theo 30 tuổi rồi, nhưng mà theo không biết cách chăm sóc sức khỏe thì không biết là ngày hôm nay tôi có thể ngồi ở đây với các anh chị một cách năng lượng như thế này hay không? Không biết là tôi còn cái nhiệt huyết của tuổi 20 này hay không? Tôi cũng không biết là tôi có còn da dẻ, còn xinh đẹp như thế này hay không.
không có không biết nữa các anh chị ha. Là sức khỏe không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu, và Thư rất là không thích anh chị nào ở đây mình không có thói quen chăm sóc sức khỏe, và Thư rất là muốn các anh chị nào mà đi với Thư hoặc là rèn luyện cùng với Thư thì phải chăm sóc sức khỏe là tốt. Thì thay vì các anh chị để tiền anh chị phung phí, các anh chị xài không có mục đích, không có giá, không có gọi là gia tăng dòng tiền cho các anh chị, thì các anh chị hãy tích góp tiền bạc đi để dành cái tiền đó. Thay vì mình phải đi học ở ngoài kia, mình phải lặn lội mình tìm kiếm, thì mình hãy dùng cái tiền đó mình chăm sóc sức khỏe, được không ạ? Thì sẽ chia sẻ lại cho các anh chị những bí kíp này. Ok, và chăm sóc sức khỏe đúng theo cái công thức mà câu lạc bộ hướng dẫn nha, chứ anh chị tự chăm sóc thì theo cũng không biết được đâu ha. Ok, và tư duy đầu tiên các anh chị có thể ghi vào nhé. Đi rồi đi ha, nó chính là vậy. Bất kỳ một cái người nào đó mà anh chị thấy họ thường là những cái người họ rất là thành công, thì họ là cái người rất giỏi marketing các anh chị ạ. Họ là cái người rất giỏi marketing và quảng bá. Còn cái người nào mà làm marketing và quảng bá mà vẫn chưa tự do tài chính thì cái người đó là không biết marketing. Anh các anh chị hình dung ạ. Cái tư duy này rất là hay, anh chị nghe rõ mà. Nghĩa là chị nào thấy ai mà trở nên thành công và giàu có thì đa phần là các chị biết rằng là họ đang làm marketing rất là giỏi, họ là cái có một cái khả năng quảng bá marketing rất là xuất sắc. Còn nếu mà anh chị thấy cái người nào mà có làm marketing, có làm quảng bá mà chưa thành công, chưa có tự do tài chính, thì đơn giản là họ không biết làm marketing. Anh chị mà hiểu không? Vậy nên nếu như các anh chị nào ở đây mà mình làm kinh doanh mà mình vẫn chưa có được tiền bạc, chưa có dư dả tiền bạc đó, thì mình cứ nghiệm lại đi ạ. Đơn giản là các anh chị không biết làm marketing thôi, không biết làm marketing mà không biết quảng bá nha chị. Và người thành công thì họ rất là đam mê trong cái việc làm quảng bá, tôn vinh giá trị bản thân của họ. Còn người chưa thành công thì họ không thích bán hàng và quảng bá cho anh chị. Và năm 18 tuổi thật sự là Thi không biết điều này các anh chị. Thì không biết điều này thì chỉ biết rằng là đi kinh doanh thì mình lao ra mình kinh doanh thôi, chứ mình không có biết là marketing quảng bá hay là mình phải xây dựng thương hiệu nhé. Không biết rằng là mình đi kinh doanh thì mình cần phải có rất là nhiều những cái mối quan hệ, mình không có biết điều đó. Mình cũng chả biết rằng là mình nghe, mình có hay nghe câu là mối quan hệ là tiền tệ đó không các anh chị, nhưng mà chưa bao giờ mình đặt cái câu hỏi rằng là mình có bao nhiêu mối quan hệ mà đã đi kinh doanh. Mình đang có bao nhiêu mối quan hệ mà mình đi kinh doanh à? Thì các anh chị thử nha. Nếu như các anh chị nói rằng là tại sao tôi kinh doanh tôi không bán được hàng, thì các anh chị nhìn lại đi ạ. Mình trong cái mối quan hệ hàng, mình trong mối quan hệ giữa mình với lại là cộng đồng đi, mình có được bao nhiêu mối quan hệ để mình bán hàng đây? Mình có được bao nhiêu mối quan hệ để mình bán hàng đây ạ? Có ai biết tới mình không ạ? Có ai biết tới mình để mà mình bán hàng không ạ? Có ai biết tới mình để bán hàng không ạ? Và các anh chị biết không, bất cứ một cái doanh nghiệp hay là một cái tập đoàn nào, trước khi mà họ kinh doanh buôn bán, họ đều xây dựng thương hiệu trước, họ đều làm thương hiệu trước các anh chị, họ đều bỏ tiền làm quảng bá, xây dựng làm quảng bá và xây dựng thương hiệu trước. Thậm chí là có những cái tập đoàn, có những cái doanh nghiệp các anh chị ha, họ sẵn sàng bỏ tiền và bị thua lỗ, nghĩa là họ sẵn sàng là để cho mình bị thua lỗ trong 4 năm đầu tiên. Có nghĩa là cái tiền lỗ đó họ xác định là họ phải mất, trước khi họ làm kinh doanh họ phải xác định là họ phải mất bao nhiêu tiền cho cái việc quảng bá đó, và có thể là 4 năm đầu tiên họ chấp nhận điều đó luôn các anh chị. Họ phải có đủ số tiền đủ lớn để mà trả giá cho cái việc mà xây dựng thương hiệu của mình, và sau khi mà cái tiền lỗ đó họ biết chắc là họ sẽ kiếm lại được trong tương lai. Thế thì em hỏi các anh chị rằng là bản thân chúng ta là những người kinh doanh một thành viên như thế này đó mà, và mình cũng không phải là những cái, mình cũng không có nhiều vốn các anh chị, không có vốn, không có tiền nhiều tới mức mà mình phải bỏ mấy chục tỷ ra để mà mình xây dựng thương hiệu, mình quảng bá đúng không, mà mình là những người kinh doanh không có vốn, không có tiền. Vậy thì mình phải có một cái chiến lược khác, đó chính là mình phải học cách tự xây dựng thương hiệu cho mình.
Mình phải học cái cách tự xây dựng thương hiệu cho mình các anh chị, hay học cách tự quảng bá bản thân. Ví dụ như bản thân các anh chị nhìn thấy những cái tại sao các anh chị đang sử dụng là giặt gì? Em ví dụ nè, ở nhà các anh chị đang sử dụng lại một giặt gì? Anh chị thử comment đi. Một giặt nhà của các anh chị đó, anh chị đang sử dụng là một giặt gì? Là một giặt gì ạ? Umu, ok, Umu đúng không? Thế cho em hỏi các anh chị là tại sao các anh chị biết mà anh chị sử dụng? Tại sao anh chị biết mà anh chị mua nhỉ? Nhờ đâu? Nhờ đâu mà anh chị biết mà anh chị mua? Nhờ xem quảng cáo đúng không? Vậy thì các anh chị có hỏi rằng là ai trả tiền cho cái quảng cáo đó? Ai là người làm quảng cáo cho các anh chị xem? Và ai trả tiền quảng cáo đó? Các anh chị công nhận rằng là cái lúc mà các anh chị xem quảng cáo là anh chị vẫn chưa mua hàng. Đúng không? Các anh chị có công nhận là anh chị phải xem quảng cáo nó rất nhiều lần rồi. Rồi anh chị mới mua. Thế thì có nghĩa là anh chị phải hiểu rằng là trước khi mà cái công ty đó nó nhận được cái số tiền mua đơn hàng của các anh chị thì người ta đã bỏ rất nhiều tiền lên quảng cáo rồi. Vậy là bây giờ anh chị đi bước chân ra chị làm kinh doanh, anh chị nhắm anh chị làm được như thế không? Đó là gì ạ? Thì mình phải hiểu rằng là gì, đó là cách kinh doanh của những con có mặt, nghĩa là những cái người, những cái tập đoàn mà họ có vốn nhiều thì họ chơi theo cách đó. Còn mình đi kinh doanh là dựa trên giá trị, dựa trên cái việc là gì ạ? Quảng bá thương hiệu cá nhân của mình phải học cách tự xây dựng thương hiệu cho mình, tự quảng bá cho mình thôi các anh chị ơi. Thì tôi học được chiến lược kinh doanh của các doanh nhân hàng đầu thế giới, đó chính là, và tư duy này tôi học trong môi trường câu lạc bộ của người thầy của mình. Thì người thầy của tôi đã bỏ rất là nhiều tiền để đi học tư duy của các CEO hàng đầu thế giới, thì mới học được một cái tư duy, một cái chiến lược, đó chính là gì ạ? Mình phải tự mình là cái người xây dựng thương hiệu và quảng bá cho mình ha. Rồi một cái tư duy nữa tôi sẽ gửi tặng các anh chị. Bao nhiêu sếp chị đây là suốt ngày là mình đang ca tụng quảng bá sản phẩm. Có nghĩa là anh chị đây suốt ngày đang ca tụng và quảng bá một cái sản phẩm nào đó, nhưng mà lại quên ca tụng và quảng bá bản thân của mình. Nghĩa là anh chị không có quảng bá, chia sẻ những cái giá trị của bản thân, nhưng mà các anh chị lại đi chia sẻ và quảng bá một cái sản phẩm dịch vụ nào đó. Có không ạ? À? Anh chị nào ở đây mình đang gọi là mình đang lầm tưởng cái việc là xây dựng thương hiệu quảng bá là mình đang đi quảng bá một cái sản phẩm dịch vụ gì đó. Có không? Có đúng không? Bao nhiêu chị đây mình đang kinh doanh một cái mỹ phẩm nào đó, cái cuối suốt ngày mình cứ đi một mỹ phẩm rồi mình quảng bá. Mình đang kinh doanh một cái sản phẩm nào đó, cái suốt ngày mình lau sản phẩm rồi mình quảng bá. Ví dụ như là các anh chị kinh doanh mỹ phẩm đi, suốt ngày các anh chị cứ nói đây xin chào tất cả anh chị, hôm nay mình giới thiệu với anh chị đây là sản phẩm, đây là dòng mỹ phẩm của công ty ABC, và sản phẩm này nó rất là tốt, nó rất là tuyệt vời, nó có thể giúp cho mình làm sạch làn da, nó sẽ giúp cho mình da bóng mịn màng và mình đỡ phải sử dụng ABC các thứ, đúng không ạ? Đó, cái xong rồi là những người bạn các anh chị họ coi xong rồi, họ coi xong rồi họ nói à sản phẩm này cũng hay quá ha, đứa bạn của mình ngày nào thấy nó cũng thấy nó giới thiệu hết, sản phẩm này hay á, hay á. Và anh chị ha, đến một ngày nào đó người ta cần, một ngày nào đó cái người bạn các anh chị họ cần, họ thấy cái sản họ cần sử dụng thì họ sẽ đi tìm mua đó mà. Nhưng mà đến lúc mà họ mua đó, họ không mua của bạn, họ đi tìm cái công ty đó họ mua. Cái này mới đắng nè. Có nghĩa đến lúc mua đó là nó không mua bạn đâu,
sẽ đi tìm cái công ty sản phẩm đó, công ty tập đoàn nào đang sản xuất ra cái sản phẩm đó nó mua. Vậy thì bạn có tiền không? Bạn có bán được không? Bạn có bán được hàng không? Không, thấy chưa? Vậy thì anh chị thấy rằng là cái công sức của mình quảng bá biết bao nhiêu, mình quảng bá từ năm mình còn là học sinh năm nhất, mình quảng bá cho đến năm học sinh năm số sáu mình ra trường luôn, cho đến khi mà mình đi làm kinh doanh mình sống 2-3 năm sau luôn, cuối cùng thì sao ạ? Mình vẫn vẫn không có một cái thương hiệu gì hết, là mình chỉ đang quảng bá dùng thương hiệu cho người khác thôi. Ok, chị hiểu vấn đề chưa? Nên nếu anh chị nào ở đây mình đang kinh doanh sản phẩm nào đó mà mình có một cái tư tưởng nó sai lệch cái đây á, thì chính là mình cứ tập trung đi quảng bá một cái tay sản phẩm, một cái thương hiệu nào đó ở đâu đó, thì cuối cùng các anh chị cũng chỉ là cái người đi làm thuê cho cái thương hiệu đó thôi, anh chị cũng chỉ là một cái người marketing phụ cho cái sản phẩm công ty dịch vụ đó thôi, chứ các anh chị vẫn không ai biết tới bạn, không ai biết cái thương hiệu của bạn, không ai biết cái giá trị của bạn là gì cả. Anh chị rõ chưa ạ? Và đây là một cái tư duy mà nó rất là sai lầm mà theo nhìn thấy được các anh chị khi đi kinh doanh, nên là bản thân của mình nhìn thấy mà mình không chia sẻ thì mình thấy hơi hơi khó chịu thiệt, nên là mình xin chia sẻ với các anh chị để các anh chị hiểu. Nếu như mà các anh chị đang làm kinh doanh và các anh chị đang quảng bá một cái sản phẩm dịch vụ nào đó, thì các anh chị phải hiểu rằng là anh chị đang đi làm thuê cho cái tập đoàn đó rồi, và mình phải hiểu rằng là kinh doanh, đã đi làm kinh doanh là để mình tự do tài chính, là để hợp tác win win cùng có lợi. Nếu như các anh chị có hợp tác với một cái tập đoàn, một cái sản phẩm nào đó, thì mình phải hiểu rằng là mình đang hợp tác với nhau, tôi bán được hàng, tôi có thương hiệu, tôi bán được hàng, anh cũng có lợi nhuận, tôi cũng có lợi nhuận, nhưng mà mình không thể nào mà biến mình trở thành người đi làm thuê được. Vậy thì nếu như các anh chị đang quảng bá thương hiệu cho người ta thì có nghĩa là chị đang đi làm thuê cho người ta rồi, anh chị hiểu không? Vậy thì các anh chị phải học cách xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, chứ không phải quảng bá xây dựng thương hiệu cho sản phẩm dịch vụ của công ty nào đó khác. Cái thương hiệu cá nhân của các anh chị nó rất là quan trọng. Ok chưa? Và một cái tư duy số 3 các anh chị hãy lưu vào nha. Cái tư duy số 3 mà có một số anh chị cũng hay bị lầm tưởng và hay bị sai trong quá trình làm kinh doanh. Đó chính là gì ạ? Các anh chị bị lầm tưởng rằng là thu hút view, thu hút nhiều người xem, nhiều người like, nó khác với việc mà các anh chị thu hút khách hàng tiềm năng cho mình. Cái gì đó mà làm quảng bá hay là làm thương hiệu thì anh chị phải hiểu rằng là thu hút nhiều người nó khác với việc là thu hút khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng là ai? Khách hàng tiềm năng là những người, họ là những người tích cực, là những người họ có khả năng, có nhu cầu. Thứ hai là, thứ nhất là họ là người tích cực này, và thứ hai là họ là những người có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Thứ ba nữa là họ là người họ sẵn sàng trả tiền để mua sản phẩm dịch vụ của mình. Rồi đi, họ là người tích cực, cái ta cầu tiến tích cực. Thứ hai là họ sẵn sàng trả tiền mua sản phẩm dịch vụ của mình. Vậy thì nếu như các anh chị là người kinh doanh bán hàng thì anh chị hãy nhớ rằng là cũng mua vừa bán, nghĩa là nếu anh chị bán một cái sản phẩm dịch vụ mà nó tốt thì cái người nào họ cần, họ có nhu cầu là họ mua thôi, và thuận mua vừa bán, nghĩa là anh chị bán cái giá nó thuận vừa cho họ là họ sẽ mua, đúng không? Thuận mua vừa bán, ok, tôi có sản phẩm dịch vụ đó anh mua đi, tôi giúp cho anh sử dụng sản phẩm dịch vụ của tôi đi, anh tốt thôi, thì thuận mua vừa bán không ạ?
Có không ạ? À? Có. Cũng mua vừa bán. Đúng không các anh chị ơi? Đúng, có vẻ đúng nè. Vậy thì bây giờ mình phải đi tìm cái người nào mà thuận mua vừa bán với mình. Mình phải marketing và mình phải quảng bá cái thương hiệu của mình để mình phải gặp được những cái người nào mà nó thuận mua vừa bán với mình. Chứ bây giờ mình gặp toàn là cái người mà không có nhu cầu sử dụng sản phẩm gì của mình hết. Không hề có nhu cầu luôn nha. Thì mình thu hút những cái người đó đấy làm gì đâu. Thì đến làm gì đâu các anh chị, nhiều không? Đó. Nên là để mà mình làm marketing, mình xây dựng thương hiệu mà thu hút nhiều view, nhiều like á, thì các anh chị phải hiểu rằng là các anh chị phải tốn rất nhiều tiền, rất là nhiều thời gian và rất là nhiều công sức, các anh chị công nhận không? Bởi vì cùng một lúc mà mình phải phục vụ cho rất nhiều người thì nó sẽ rất là tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng mình phục vụ cho những người khách hàng tiềm năng của mình thì chỉ cần nói đúng cái nhu cầu, đáp ứng đúng cái nhu cầu của họ là xong. Mình không cần phải phục vụ cho nhiều người. Các anh chị hiểu rõ không ạ? Giống như rằng là sản phẩm dịch vụ của thêm giúp cho rất là nhiều, là chủ yếu là theo hướng đến những anh chị có cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe nè, những anh chị mà có cái nhu cầu phát triển bản thân. Thì vì theo rất là theo sản phẩm dịch vụ của theo giúp cho các anh chị thành công hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn, thì nó sẽ không thể nào phù hợp với những người mà họ đang không có thích cầu tiến, họ không thích phát triển bản thân, họ không thích xây dựng công việc kinh doanh, họ không thích chăm sóc sức khỏe, nó không có liên quan gì hết, đúng không ạ? Thì bây giờ theo cứ tập trung, cứ cố gắng làm những cái video triệu view, hoặc là mình cứ cố gắng làm những cái thương hiệu mà nó vui vẻ thôi, nó hạnh phúc thôi, nó vui vẻ, nó ai mà họ thấy vui thì họ vô coi thôi, thì nó đâu có nghĩa lý gì đâu, đâu có giá trị gì đâu. Tại vì cái người mà thấy vui họ coi thì đâu có nhu cầu, của họ đâu có nhu cầu để phát triển bản thân, họ đâu có nhu cầu để mà gia tăng tài chính, đâu có nhu cầu để mà chăm sóc sức khỏe, các anh chị còn nhớ không? Họ đâu có nhu cầu để mà xây dựng công việc kinh doanh gì đâu, đâu có làm xây dựng công việc kinh doanh gì đâu. Vậy thì thuê đâu cần phải làm những cái thương hiệu đó, thì đâu cần phải tập trung mà làm theo trend hay là phải theo những cái gì đó mà để nó câu vạ câu lưu câu câu view câu like đâu, thì đâu cần làm đó. Tại vì câu mấy cái đó làm gì đâu các anh chị, hiểu không? Đẹp mà tôi tập trung xây dựng thương hiệu để mà đáp ứng đúng những người khách hàng tiềm năng của mình, rồi mình biết khách hàng tiềm năng của mình họ đang bị cái gì và đang cần cái gì, khách hàng tiềm năng của mình họ đang gặp vấn đề gì, khách hàng tiềm năng của mình họ có nhu cầu gì, tập trung đúng vào đó thôi và làm thôi. Chứ không có bao giờ làm cái gì mà nó lãng, nó tại vì nó đâu cần thiết đâu. Ôi, anh chị nhớ đi, các anh chị để ý thì tôi đã xây dựng thương hiệu hơn 3 năm nay rồi. Các anh chị để ý trên những cái trang mạng của tôi đi, không có một cái video nào mà không có giá trị hết đó. Không có cái video nào mà theo làm mấy cái nhảm nhí mà nó không có giá trị đâu các anh chị. Bởi vì theo biết rằng là khách hàng tiềm năng của mình là những anh chị đang có nhu cầu phát triển bản thân, những người có nhu cầu gia tăng thu nhập, những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, những người có nhu cầu cầu tiến, muốn phát triển, có gọi là có thích làm kinh doanh, thích xây dựng công việc kinh doanh, thích gia tăng thu nhập, thích phát triển bản thân. Nên là thiếu không có làm cái gì mà nó thú vui để mà cho các anh chị thấy vui, cái gì vô anh chị coi chi mất thời gian, tập trung toàn bộ năng lượng để mà thu hút khách hàng tiềm năng mình. Các anh chị đó không ạ? Dạ. Ừ. Nên rằng là các anh chị cần phải hiểu, nói về kinh doanh á, các anh chị muốn gia tăng lợi nhuận các anh chị phải hiểu. Tại vì vậy nên là gì? Xây dựng thương hiệu. Vậy cái tư duy mà sai lầm của các anh chị đó chính là mình bị một cái sai lầm. Tiếp theo đó chính là mình bị lầm tưởng việc thu hút view với lại là thu hút khách hàng tiềm năng. Có một số anh chị cứ làm video xong rồi anh chị thấy video các anh chị được 50 người xem, các anh chị bắt đầu à, hoặc là 100 người xem, các anh chị bắt đầu là gì ạ, nói rằng là
video như thế này thì làm sao mà có khách hàng. Không, nếu như video các anh chị, nếu như mà thương hiệu các anh chị mà đáp ứng được cái khách hàng tiềm năng, vẫn có khách hàng bình thường, không có nhất thiết phải là vài triệu view các anh chị cũng có khách hàng đâu. Mà vài triệu view mà em hỏi các anh chị toàn là view là những cái người mà họ thấy vui, người ta vô người ta xem, thì anh chị đâu có bán được cái đơn hàng đâu đó, chị công nhận không? Nên là gì ạ? À? Tóm lại ha, nếu như các anh chị muốn mà mình xây dựng thương hiệu mà gọi là tiết kiệm tiền á, gọi là không phải bỏ nhiều tiền á, thì mình hãy tập trung vào khách hàng tiềm năng của mình. Miễn sao mỗi tháng mình có được đơn hàng là được, không cần phải view cao view thấp gì. Tập trung vào cái việc là mình phải có được khách hàng tiềm năng cho mình mới có được đơn hàng, để có được khách hàng. Miễn sao có được khách hàng cho mình, có đơn hàng cho mình xây dựng thương hiệu, làm sao để thu hút được khách hàng tiềm năng cho mình, được không các chị ơi? À, và một cái tư duy mà các anh chị hơi sai nữa đó chính là gì? Đi kinh doanh thường là các anh chị đi kinh doanh từ nghề ha, từ nghề đi kinh doanh theo kiểu rằng là mình bán cái thứ mình thích, chứ mình không có bán cái thứ mà người khác cần. Có nghĩa là anh chị thấy anh chị thích cái sản phẩm đó, cái anh chị bán, chứ anh chị không có tìm hiểu thị trường rằng là bao nhiêu phần trăm tỷ lệ con người đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm đó. Chị không có tìm hiểu thị trường, nên chị không có chịu nắm bắt tầm nhìn, không có chịu suy nghĩ dài hạn trong tương lai, mà mình cứ chọn đại á, mình cứ thấy đâu mình chọn đó, thấy đâu mình chọn đó, thấy ai nói cái gì đó là mình bán cái gì, cái mình chọn đó, mình không có nắm bắt được cái thông tin là cái nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ đó nó có cao hay không, cái nhu cầu sử dụng nó có cao hay không. Thứ hai nữa rằng là trong 5-10 năm tới thì cái nhu cầu đó có còn hay không, 5-10 năm tới, 20 năm tới, 100 năm tới, cái nhu cầu sử dụng nó còn sử dụng hay không. Và chúng ta, anh chị có hiểu một cái điều đó chính là mình đi kinh doanh, mình xây dựng công việc kinh doanh, nó là một công việc kinh doanh dài hạn, nó là một cái thứ mà mình phải làm đến suốt cuộc đời. À, nên là các anh chị phải có một suy nghĩ rằng là cái sản phẩm và dịch vụ mình lựa chọn, đây là cái dịch vụ mình lựa chọn để mình giúp đỡ cho khách hàng của mình đó, thì trong 5, 10 năm nữa, 50 năm nữa, người ta có còn cần nữa hay không? Người ta còn cần á thì mình mới có thể kinh doanh tiếp được. Chứ công trình mình xây dựng đúng không ạ? Mình xây dựng, mình kinh doanh, mình làm mà chẳng một năm sau cái người ta không cần nữa, thế có phải là mình phải đổi một cái sản phẩm dịch vụ khác không ạ? Và có một anh chị, có một số anh chị mình bị sai lầm ở chỗ rằng là mình đi kinh doanh từ nghề các anh chị. Nghĩa là các anh chị đang làm cái nghề đó giỏi, sau đó là ra các anh chị mở công việc kinh doanh các anh chị làm thôi. Chứ các anh chị không hề hiểu một cái điều rằng là một kinh doanh nó là một cái nghề mà mình phải đi từ cái nghề sale đi lên. Mình phải đi từ nghề sale đi lên các anh chị, có nghĩa là để mà các anh chị làm kinh doanh được, các anh chị phải biết bán hàng, chị phải biết làm marketing, các chị phải đi từ cái gốc rễ của nó. Cái gốc rễ của nó là anh chị phải giỏi từ cái nghề sale. Rồi sau này, ví dụ như các anh chị là cái người sale tốt, các anh chị là người bán hàng tốt, thì các anh chị muốn mở doanh nghiệp nè, các anh chị muốn hợp tác, anh chị muốn làm một cái gì đó thì các anh chị mới có thể làm được. Còn không là các chị phải bắt đầu từ cái nghề sale. Nhưng mà đa phần các anh chị đi kinh doanh không biết gì về bán hàng hết. Thậm chí rằng là nói chuyện với một cái người nào đó còn sợ, đúng không? Nói chuyện với người lạ cũng sợ, làm sao mà đi kinh doanh được? Đi kinh doanh là cái nghề sale, nghề bán hàng, nghề marketing là chị phải giỏi. Có nghĩa là mình đi lên từ cái lớp mầm, cái lớp mầm non trong cái giới kinh doanh là anh chị phải giỏi làm sale, chị phải giỏi bán hàng. Mà để giỏi bán hàng thì mình phải tự tin trong giao tiếp, mình phải tự tin trong cái việc nói chuyện, đàm phán, thuyết phục một cái người nào đó trong một cái lĩnh vực, một cái điều gì đó. Khả năng thuyết phục của các anh chị có cao không? Khả năng đàm phán của mình có tốt gì không? Bây giờ mình biết cái này nó tốt, nhưng mà mình phải đàm phán được với người ta để người ta có thể làm theo ý của mình. Cái đó người ta gọi là khả năng thuyết phục và đàm phán.
Bạn có tiếng nói với ai không? Có khi anh chị nói có ai nghe không? Các anh chị nói có ai nghe không? Bây giờ mình nói có ai nghe không nè? Trước tiên là mình nói có ai nghe không nè? Rồi mình thuyết phục có ai đồng ý nghe theo không? Khả năng của mình đó nó có không? Nếu mà mình không 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 đi qua được cái lớp mầm non như thế này thì mình không thể nào đi lên lớp lớp cao được. Vậy trong cái giới kinh doanh mà chỉ cần anh chị giỏi lớp mầm non như thế này thì các anh chị cũng đã rất là nhiều tiền rồi, các chị đã tạo ra dòng tiền khá là lớn trong cuộc đời các anh chị rồi, chưa kể là các anh chị đi lên lớp cao hơn. Nên là giờ anh chị phải hiểu rằng là hầu hết tất cả các CEO hàng đầu thế giới thì họ đi lên từ nghề sale các anh chị. Không có một cái CEO hàng đầu nào thế giới nào mà họ không biết làm marketing. Thế em hỏi các anh chị nè, anh chị có biết Elon Musk không? Elon Musk, người giàu có nhất hành tinh, tốt những người giàu có nhất hành tinh, nằm trong tốt những người giàu có nhất hành tinh. Và trước đây ông cũng chỉ là một cái người nhân viên trong một cái công ty. Đó. Và thậm chí rằng là ông còn không có chỗ để ngủ. Đúng không ạ? Ông phải ở một cái căn phòng và làm việc ở đó. Thậm chí rằng là phải gì? Làm việc 15 cho đến 18 tiếng đồng hồ trên một ngày. Và cũng chỉ là một cái người nhân viên là bình thường trong một cái công ty thôi. Thế nhưng mà đã trở thành cái người giàu có nhất hành tinh. Và tại sao các chị biết được cái ông ấy? Tại vì sao ạ? À? Tại vì ông biết làm marketing, ông biết quảng bá. Quảng bá kiểu gì mà bản thân các anh chị đang ở đất nước khác, ở một nửa vòng trái đất khác mà các anh chị vẫn biết ông là cái người giàu có nhất, trong tốt những người giàu có nhất, có số tài sản trong tốt những người giàu có nhất. Và ông quảng bá kiểu gì mà các anh chị biết luôn ông kinh doanh cái gì, ông có sản phẩm dịch vụ gì, các chị biết hết. Anh chị thấy người ta quảng bá hay không? Quảng bá gì cả thế giới biết tụi mình luôn. Đó là theo các anh chị rằng là ông nhờ cái khả năng quảng bá của ông nó mới giúp cho ông trở thành cái người trở nên giàu có, hay là do ông trở nên giàu có nên là cả thế giới biết cái nào? Thì anh chị hỏi ngược lại đi ạ. Và nếu như các anh chị hiểu về kinh doanh, anh chị nắm bắt được những cái tập đoàn hàng đầu thế giới, tập đoàn hàng tỷ đô la hàng đầu thế giới, những cái tập đoàn hàng trăm năm trở lên, những cái tập đoàn từ tốt đến vĩ đại, nếu mà các anh chị tìm hiểu và nghiên cứu được thì các anh chị sẽ biết được rằng là hầu hết là những cái CEO hàng đầu thế giới họ đều đi lên từ cái nghề xe, họ đều bắt đầu từ cái nghề đi bán hàng. Anh chị rõ chưa? Tại sao các anh chị biết Donald Trump ạ? À? Ông Trump. Và anh chị biết rằng là tại sao trước mỗi cái buổi mà bầu cử tổng thống thì những cái người mà họ có gì họ được trong cái danh sách bầu cử, họ phải đi khắp nơi, họ phải đi đến từ cái tỉnh này đến cái tỉnh kia để mà họ họ có cái phiếu bầu, đúng không ạ? Là họ đến đó để họ quảng bá bản thân của họ, họ nói cho từng người biết rằng là à tôi sẽ làm được cái gì, tôi có cái gì, tôi sẽ làm được cái gì, khi tôi được làm tổng thống tôi sẽ làm cái gì, tôi sẽ làm cái gì cho đất nước này. Họ thuyết phục, đúng không? Họ phải đi đến từng nơi họ thuyết phục từng người để họ có thể bỏ cái phiếu bầu cho họ, để mà họ có thể được được bầu để trở thành cái người tổng thống như thế. Thế bây giờ hỏi các chị, nếu mà cái người đó họ không có khả năng quảng bá, ngậm cái miệng như là ngậm nhừ và nói rằng là cứ nói rằng là gì à? Hữu xạ tự nhiên hương, tôi có mùi hương thì tự mọi người sẽ thấy có hương không ạ? À? Nếu mà cứ hữu xạ tự nhiên hương, cứ ngồi ở nhà như thế và trông chờ người ta sẽ bỏ phiếu bầu cho mình, đâu có. Và các anh chị nhìn thấy là trước mỗi cái buổi bầu cử nào cũng phải người ta cũng phải đi huy động, ai huy động tốt hơn thì người đó được bầu thôi, chứ chứ vẫn chưa chưa phụ thuộc vào năng lực chính 100% đâu ạ. À. Nó phụ thuộc vào cái người mà biết quảng bá đó. Vậy thì cái người nào mà quảng bá tệ hơn thì sẽ không được bầu trong cái danh sách đó thôi. Và bản thân của Theo là cái người làm kinh tế thì Theo thấy bác Donald Trump này sẽ rất là tài giỏi như thế đó mà. Ông là một nhà tỷ phú nè, ông có cái thương hiệu nổi tiếng nè, ông tạo ra rất là nhiều cái tháp, những cái tòa nhà mà rất là đặc biệt và có 102 và rất là có nhiều cái tư duy rất là đặc biệt và đã giúp cho rất là nhiều người thành công như thế.
Nhưng mà tại sao ông vẫn phải đi quảng bá rất là nhiều, phải nói rất là nhiều để đi thuyết phục mọi người bỏ phiếu bầu cho mình đâu các anh chị? Tất cả mọi thứ đều phải quảng bá, tao biết. Và anh chị cứ thử nhìn lại đi, trong nhà của anh chị đi, tất cả những cái món đồ trong nhà của các anh chị, nếu như không có một người nào đó quảng bá cho anh chị biết thì tại sao anh chị mua được, thì làm sao mà anh chị có thể mua được? Vậy thì tôi hỏi các anh chị, nếu anh chị bước ra làm kinh doanh mà anh chị không mở miệng để nói cho người ta biết là anh chị đang có sản phẩm dịch vụ gì thì làm sao người ta biết mà người ta mua? Anh chị không nói cho người ta biết rằng là tôi có thể giúp được gì cho bạn, bạn không nói cho họ biết và bạn cũng không chứng minh cho người ta thấy thì làm sao mà người ta biết mà người ta mua các chị ơi? Ok không? Đó, đó là một trong số những cái tư duy về cái việc mà quảng bá xây dựng thương hiệu rất là quan trọng trong công việc kinh doanh. Và theo nó lại nha, anh chị nào mà biết làm quảng bá, biết làm marketing thì anh chị rất là giàu có và rất là nhiều tiền. Còn nếu mà mình đi làm quảng bá marketing mình vẫn chưa có tiền thật sự, mà không biết làm ha. Nên rằng là theo cũng rất là may mắn các anh chị, tôi đã giác ngộ được những cái kiến thức này còn khá là sớm. Và theo nhớ là cái ngày đầu tiên theo bước chân vào môi trường câu lạc bộ, theo được nghe đến tư duy quảng bá xây dựng thương hiệu, người thầy của theo nói rằng là các anh chị hãy ra quyết định đi, hãy ra quyết định rằng là kể từ giây phút này cho đi, tôi là bậc thầy marketing và quảng bá, khách hàng sẽ xếp hàng xếp lớp chờ tôi phục vụ. Và khi mà người thầy của mình nói như thế thì bản thân của theo nghĩ rằng là trời ơi sao mà làm được chứ, thầy giỏi rồi, thầy làm của em sẽ không làm được đâu. Quảng bá marketing nó là cái gì đó mà công nghệ máy móc này kia từ lâm lắm, chắc là em không làm được đâu đó. Nhưng mà người thầy của theo cứ nói rằng là anh chị ơi hãy ra quyết định đi. Thế là theo cũng ra quyết định rằng là gì ạ? À? Tôi là một bậc thầy marketing bán hàng quảng bá. Thì theo không ngờ rằng là theo xong với chương trình rèn luyện đó, theo lại có thể thay đổi được cái con người của mình. Theo đã có thể làm cho cái thương hiệu của mình tăng trưởng và mình đã gia tăng được thu nhập của mình lên rất rất nhiều lần các anh chị, thật sự luôn. Và em rất là biết ơn cái điều này. Và theo thật sự là luôn nói với các anh chị biết rằng là anh chị phải học quảng bá đi, phải xây dựng thương hiệu đi, đừng có chờ đợi mà hữu xạ tự nhiên luôn, không bao giờ có các chị. Mọi thứ phải mở miệng ra mà nói cho người ta biết, và mọi thứ đều cần phải học, đều học được hết. Và theo đã từng là một cái người rất là chật vật trong công việc kinh doanh, nên là theo luôn luôn trong hơn 3 năm nay theo luôn nói với các anh chị rằng hãy cho phép mình được rèn luyện trong môi trường câu lạc bộ, đặc biệt là nhóm rèn luyện doanh nhân, để các anh chị sao chép được kiến thức này. Và đây là sắp tới đây các anh chị ha, để giúp đỡ các anh chị thì theo mới sẽ truyền lại cái bí kíp này cho các anh chị. Theo sẽ có một cái thương hiệu này sẽ giúp cho anh chị tạo ra rất là nhiều tiền, đó chính là cái thương hiệu mà trở thành một chuyên gia về tài chính, trở thành một cái chuyên gia, một cái bậc thầy về quản lý tiền trong cái việc chuyên gia về tài chính các anh chị ha. Thì tôi sẽ có một cái chuỗi, đó chính là 21 ngày xây dựng thương hiệu triệu đô. 21 ngày, thì trong 21 ngày đó các anh chị sẽ được tiếp xúc với theo một tuần, trong một tuần như thế là có 5 ngày được không ạ? Tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị, tôi sẽ chia sẻ các anh chị làm nên nói cái gì, tôi sẽ tập cho các anh chị từng lời nói luôn, từng cách nói luôn, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị ha. Thì sau cái phần rèn luyện đó với theo, các anh chị sẽ tự biết và làm như thế nào đó. Và tôi sẽ dành tặng cái phần này cho các anh chị nào mà có mặt trong nhóm rèn luyện doanh nhân chọn thói vàng ha. Trong cái ngày mùng 1 tháng 11 tôi sẽ bắt đầu, có nghĩa là anh chị phải có một đăng ký trước ngày 31 tháng 10 ha, 31 tháng 10. Và theo mà nói các anh chị rằng là tôi sẽ không có thu, tôi không có bán được khóa học. Nếu mà tôi đem cái này ra tôi bán khóa học cho các anh chị thì nó sẽ rất là nhiều tiền đúng không ạ? Và bởi vì để gọi là bán khóa học thì theo phải trả phí, theo phải làm phí, theo phải làm giấy tờ này kia, phải này kia các thứ rất là rườm rà, theo không có bán khóa học cho các anh chị. Nhưng mà một cái điều rất là tuyệt vời, chính là theo rất muốn các anh chị trong cộng đồng của mình chăm sóc sức khỏe cùng với nhau ha. Nên là thay vì dùng tiền đi mua khóa học ở đâu đó, anh chị đường nào các anh chị cũng phải học thôi, thì các anh chị có thể dùng tiền ra chăm sóc sức khỏe thêm ha. Mỗi anh chị ở đây mình sẽ được thư lên thực đơn với các anh chị, lên lịch tập cho các anh chị để các anh chị có một cái cơ thể nó khỏe mạnh nhất, nó cân đối nhất và nó đẹp nhất có thể ha. Chỉ cần các anh chị ăn đúng, vận động đúng thôi là nó sẽ ra được kết quả tuyệt vời cho các anh chị nhé.
và được có cái sức khỏe mà có một cái body đẹp nữa. Mình bắt đầu xây dựng thương hiệu thì em hỏi các anh chị này, vừa có sức khỏe nè, vừa có tư duy nè, vừa có thương hiệu nè, vừa được rèn luyện thân tâm trí nè, thì thử hỏi sau này các anh chị đi kinh doanh nó có dễ dàng hơn không. Nha, ở đây làm là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe những cái tư duy này của Thương. Thì cái phần về tư duy marketing nó còn rất là nhiều thứ nữa, thì trước mắt là một vài cái tư duy như vậy để cho các anh chị làm quen ha. Và nếu các anh chị muốn đi sâu hơn thì hãy có mặt trong nhóm rèn luyện 21 ngày xây dựng thương hiệu cùng với Thêu nhé. Và phần này thì Thêu sẽ tặng cho các anh chị trong nhóm rèn luyện doanh nhân và phá vàng của câu lạc bộ nha. Các anh chị nào mình muốn nhận bí kíp của Thêu thì hãy hỏi chủ nhóm của mình nha, liên hệ chủ nhóm của mình hỏi xem thử rằng là làm sao để mình đăng ký và phải có mặt thật sớm ha, trước ngày 31 tháng 10 nha. Ngày mùng 1 tháng 11 là Thêu đã bắt đầu rồi, có nghĩa là đã bắt đầu khởi xướng luôn rồi, là bắt đầu luôn và tạo ra một cái video đầu tiên luôn, có nghĩa là kèm với các anh chị trong 21 ngày luôn ha. Và Thêu sẽ đi đi Ý, nhưng mà trong quá trình đi đó Thêu cũng sẽ giúp cho các anh chị được, để các anh chị yên tâm ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các chị. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần kế tiếp trong buổi dung tối ngày hôm nay, đó chính là mình sẽ cùng nhau